mình không có livestream được, thành ra mình quay thôi. Hôm nay là mình đến vườn hoa Chi Tôn, ngày 7 tháng 1 năm 2023. Đây là vườn hoa Chi Tôn mừng xuân Quý Mão năm 2023. Ô, cảnh đẹp quá, tuyệt vời. Mà thời tiết rất là đẹp. Sách vở đó tôi nhắc má. Ý nó nói là một người mà nãy nó mà nãy lông hết là